Vịt con ơi, anh bảo nè, em nhớ ở nhà đi nhé, không được đi ra khỏi nhà đâu. Nếu mà đi đâu á, anh không đi tìm em đâu. À, dạ, em biết rồi, em sẽ ở nhà. Em của anh ngoan quá, thôi anh đi đây. La 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 la, la 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 la. Ui, tiếng này hát mà hay thế nhờ. Ta phải đi theo giọng hát mới được. Ờ, nhà ai mà đẹp thế nhờ? Biệt thự lầu xa. Ơ, chính là cái giọng nhảy. Mình phải vào nhà Úc mà có ai trong nhà không? Không có ai, mình phải vào nhà để ăn thịt con vịt mới được. Nhanh lên, nhanh nhanh lên nhanh. Mình sẽ không làm thế. Mình sẽ dụ dỗ nó bằng que kem dưa hấu. Ha 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 ha. Em dưa hấu miễn phí đây, nhân tay không hết. Kem dưa hấu đây. Kem dưa hấu, kem dưa hấu đâu vậy? Cơ sở bán kem dưa hấu hả? Ôi còn miễn phí nữa. Anh mình bảo không được cho mình ra khỏi nhà. Được không được? Mình xem kem dưa hấu. Thôi, mình phải ra xin kem dưa hấu mới được. Kem dưa hấu miễn phí mà, hi hi, đi thôi. La la la, la 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 la. Bác cá sấu ơi, cho cháu kem dưa hấu đi. Cháu thích ăn kem dưa hấu lắm. Cháu lại đây mà lấy. Cháu ở đấy, ai mà thèm dâng tận miệng cho cháu. Để cháu lại. Cảm ơn bác nhé. Bắt được rồi, bắt được rồi, ăn rồi. Huy, may quá, suýt thì bị phát hiện. Tội nghiệp vịt con quá, mình phải báo cho khủng long biết mới được. Nhanh, kẻ muộn. Vịt con ơi, anh về rồi nè. Khủng long ơi, chuyện gấp. Chuyện gì vậy? Bố ơi, chuyện gì vậy? Cậu có biết chuyện gì không? Không, tao làm gì mà biết. Quên, mà cá sấu đã dụ dỗ em cậu bằng que kem dưa hấu và bắt cóc nó đi rồi. Hả? Em vịt của tớ, em vịt của tớ đâu rồi? Thế bây giờ đâu rồi? Hướng này nè, nhăn lên, cá sấu chắc vẫn còn chưa chạy xa đâu. Cậu mau mà đuổi kịp đi. Vâng, để đó cho cháu. Que kem đây rồi, chắc là đi thẳng hướng này. Vịt ơi, anh đến cứu em đây. Ngài ơi, giúp em với. Im lặng đi. Coi chừng, khủng long mà nghe thấy là lúc đấy còn tiêu đời với tao bây giờ. Mình nghe tiếng vịt con. Vịt con ơi, anh đến đây. Thì ra là mày hả? Thì ra là cá sấu á? Bây giờ mày toi đời rồi đấy cá sấu ơi. Bây giờ người thích chiến đấu hả? Không. Anh hai ơi. Vịt con, em không sao chứ? Em không sao hết, cá sấu ác quá. Bây giờ người tính sao? Người dám bắt cóc em ta hả? Người có biết đây là em của ta không? Biết rồi còn bắt cóc à? Người thích chiến đấu chứ gì? Ta chỉ cho người theo đội. Đau quá, chạy đây. Mày đợi đây. Ai ơi, em xin lỗi. Anh ai đã bảo em ở trong nhà rồi mà em còn đi ra khỏi nhà. Con ơi, em không sao chứ? Dù sao em cũng không sao rồi. Bây giờ đi về nhà với anh thôi nào. Thương em của anh quá. Vịt con ơi, lần sau em nhớ đừng có nhận đồ miễn phí như vậy nữa nhé. Không tốt lắm đâu. Em cảm ơn anh hai. Em biết rồi, lần sau em không làm vậy nữa đâu. Nhưng lúc đó em xem kem dưa hấu quá. Thì ra là em xem kem dưa hấu hả? Anh mua cho em kem dưa hấu nè. Đây, tuyệt vời chưa? Em cảm ơn anh hai. Em thích lắm. Nhằm 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 nhằm.